Chương trình phổ truyền giáo lý của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo miền Nam California xin trân trọng chào tái ngộ cùng với quý vị khán thính giả, quý đồng đạo xa gần trên băng tần 57.7 qua hệ thống Galaxy 19 và điện toán toàn cầu của Đài Lý Lợi Sài Gòn TV. Kính thưa quý khán thính giả, đồng đạo kính mến, chương trình hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu phần tìm hiểu và tham khảo qua đề tài Thấy biết Đạo Phật là như thật qua sự trình bày và biên soạn của đồng đạo Nguyễn Thanh Giàu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa quý khán thính giả và chư quý đồng đạo, trong kinh Bát Nhã có câu: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ích. Và trong sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ, Ngài có dạy: Ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Điều này có thật hay không? Kính thưa quý vị, quả thật vậy. Chúng ta đang sống trong cõi đời hồng trần đầy khổ thảm, và cái khổ lớn nhất là luôn lầm nhận, giả làm chơn, tà làm chánh, hư huyễn mà cho rằng thật thể không dời đổi. Thế giới u tối, mộng ảo cứ trùm lên cuộc sống, cứ bôi bám, nắm giữ và ngập tràn khát vọng, truyền tay từ kiếp này đến kiếp khác không bao giờ hở dứt, nhưng nào đâu thỏa nguyện. Đức Thầy có dạy: Diệm hồng liên thơ thới quần ca, tạo duyên giả phàm gian than giả. Ngày xưa, Thái tử Sĩ Đạt Ta đã từ chối lời yêu cầu của vua cha là hãy ở lại cung vàng để giữ lấy ngôi báo, vì Ngài ý thức dẫu có tiền tài, phú quý, cung phi, mỹ nữ, uy quyền tột đỉnh, tất cả đều là hư ảo, chung cuộc phải bị chi phối ở định luật sanh già bệnh chết mà có lần Ngài bắt gặp trong lúc đi dạo bốn cửa thành. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài nghiệm tứ khổ nên Ngài tầm đạo. Do vậy, chúng ta luôn bị sự quyển hóa lừa gạt, nào là danh lợi tài sắc, quyển thân, cảnh giới, kể cả tâm vọng động hư dối. Nên có một thiền sư đã từng nói: Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Và Đức Huỳnh Giáo Chủ thì có dạy: Kiêu dân mau tỉnh trong trường mộng xuân. Và bồi hồi chợt tỉnh Nam Kha, đường danh nẻm lợi, xem ra ít gì. Hoặc gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, cuộc truy quan thường giết khách tài hoa. Nghe chuông linh sớm dứt bể ái hà, kẻo vật dục cuốn lôi vào bể khổ. Hoặc Phật giáo luôn luôn có cái lời cảnh tỉnh: Các tướng đều là giả quyển, là như điện chớp, như hạt sương, thoáng đó rồi lại mất. Cho nên chúng ta nghe một cái bài thơ rất là nổi tiếng: Thân như bóng chốt chiều tà, cỏ xuân tươi tốt, thu hoa rụng rời. Xá chi suy thạnh cuộc đời, thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Cũng vì vậy mà ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta đã đặt câu hỏi với vua cha là: Làm sao cho con khỏi già, làm sao cho con khỏi bệnh và khỏi chết? Nếu không được thế thì xin phụ hoàng cho con đi tìm đường vô sanh. Nam Tuyền Đại Sư có lần bảo với Quan Đại Phu: Nhân thấy hoa sớm nở chiều tàn như giấc mộng mà tỉnh ngộ. Đức Huỳnh Giáo Chủ ngoài sự ý thức về vô thường, Ngài còn giác tỉnh thêm rằng: Vì định kiến mà hằng tạo tác thành quả, chịu sự trả dai trong kiếp sống vô thường vô lượng kiếp. Trong sấm giảng Ngài có dạy: Cái sắc nước hương trời ấy của các trò, có khác chi cành hoa sớm nở chiều tàn, không chi bền chắc. Còn tội chướng thì linh hồn phải chịu luân chuyển báo đền. Kính thưa quý vị, Đạo Phật là đạo giác ngộ, mà sự giác ngộ lớn nhất là phải nhận ra sự thật thể, nào là vô thường, là thọ thị khổ của vạn vật, vạn hữu pháp, tướng hữu vi. Và Đức Huỳnh Giáo Chủ có dạy: Trên dương thế hữu hình tắc hoại. Nếu có tỉnh ngộ như vậy, khi vô thường đến, chúng ta
sẽ bình thản, không mê mờ não loạn sợ hãi và bảo thủ bao hư ảo để sanh tâm khổ đau. Giả lại, vạn pháp hữu di luôn tùy thuận nhân duyên mà sanh hóa, nó là quy luật không có gì thay đổi. Khi xưa, Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên nghe Ngài Ác Bệ là một đệ tử của Đức Phật trên đường hành khất tụng tứ cứu kệ mà đắc quả viên giác. Các pháp do nhân duyên sanh, các pháp hoàn nhân duyên diệt, Đức Phật là Đại Thế Tôn thường giảng nói như thế. Đủ duyên sanh, hết duyên diệt, cứ thế nối tiếp trùng trùng duyên khởi, chỉ tùy thuận theo nhân duyên là đương thể tức không, tức giải thoát vậy. Do vậy, sở chứng hàng duyên giác, ngộ lý vạn pháp là giả hợp, nên đắc tánh không. Bồ Tát lại có cái nhận tinh tế hơn, đương thể tức không, nên có cái nhìn vạn vật vạn hữu, bản chất thật thể là không. Thiền gia thấy không trụ tướng rất thông thoáng, như là xanh, vàng, đỏ, trắng, không cắt xén hoặc tư duy sự giả lập, vì ngộ được rằng thế nào là thể, là dụng, là tướng, là tánh, tất cả đều từ bản thể vô sanh khởi niệm và là khách thể, nên không kẹt trong ý niệm. Bách Trượng Tổ Sư có lần đưa cái gậy lên và bảo: chúng sanh thấy gậy bảo là có, A-la-hán bảo là không, duyên giác là giả có, Bồ Tát thì đương thể tức không. Còn thiền sư thấy cây gậy gọi là cây gậy, tất cả theo trình độ giác ngộ mà có cái nhìn, đó là tính năng linh động và bản chất rộng suốt đa dạng, không ở phạm trù cố định, và là cái thấy như thật, sẽ đi đến toàn giác toàn chân. Trong kinh Kim Cang có câu: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Và Đức Huỳnh Giáo Chủ thì dạy: chuông linh ngân tiếng đại đồng, ta bà thế giới sắc không một màu. Thế nên nhân quả, nhân duyên, bản chất nghiêm minh không di dịch. Nếu không hóa giải, tất trở thành nghiệp lực, dẫn đi thọ quả trong vòng luân hồi sa đọa, chịu muôn ngàn đau thương. Khi năng giác ngộ của tâm đa dạng thế đó, nên ngôn ngữ đạo Phật có dụng nhiều từ để chỉ cho vào, chỉ về tâm, như là vọng tâm, giả tâm, thiện tâm, ác tâm, giác tâm, mê tâm. Thực thể của tâm ứng dụng thiên biến khôn lường, tạo thành sự đột phá đầy bạo động nhạy cảm, hoặc phát sinh công đức từ bi hỷ xả vô lượng, không thể nghĩ bàn. Tâm sanh vạn pháp sanh, tâm diệt vạn pháp diệt là thế. Hoặc chư Phật ba đời đều quán tâm mà thành đạo, chư Phật ba đời nương một mạch, hồi quang phản chiếu, vọng tâm thâu. Và trong sấm giảng Đức Thầy có dạy, cái chữ tâm mà quỷ hai ma, tiên hai Phật cũng là tại nó. Và họ không chịu hiểu rằng, ngoài kiếp sống phù du của trần thế, còn có cái gì không di, không dịch, vĩnh viễn trường tồn. Chân tâm không biến đổi, giả tâm luôn hoại diệt và sinh tử. Trong Kinh Pháp Cú có dẫn chứng một cái câu chuyện, chúng tôi xin kể lại hầu quý vị. Ngày xưa, tại một cánh rừng nọ, có một con sư tử cái mang thai, lại bệnh hoạn, gần ngày sanh nở. Sư tử cái bèn đi ra ngoài bìa rừng để tìm thức ăn. Lúc đó một đàn dê vừa đi qua, thì sư tử cái rình vào một cái hốc, chờ con dê cho đi đoạn chót, thì sư tử cái nhảy ra để vồ bắt cái con dê để mà làm mồi cho mình. Nhưng mà không may là con dê nhanh nhẹn chạy vụt mất. Trong khi đó thì sư tử cái bị gia vào gờn đá và chết đi. Trước khi chết, vua sư tử cái lại sanh ra một chú sư tử con. Khi chú sư tử con ra đời thì lúc bây giờ người mẹ đã chết rồi. Còn đương bơ dơ thì một bầy dê khác lại đi qua. Lúc bây giờ thì sư tử con mới thấy vậy, mới là chạy theo nhập bầy. Và đoàn dê cũng thấy có một cái chú sư tử con rất là dễ thương, cho nên cho nương náo và cho nó bú để mà nó sống. Lần lần sư tử con lớn lên, sống chung với bầy dê một cách rất là hài hòa. Một ngày nọ,
sư tử, một sư tử chúa đứng ở trên núi, nhìn xuống thấy cái chú sư tử con sống trong cái bầy dê thì cũng lấy làm lạ. Cho nên sư tử chúa bèn xuống rình bắt cái sư tử con lại và nói rằng: mày là sư tử, tại sao mày lại sống với đàn dê? Thì chú sư tử con cãi lại nói: không, tôi là dê mà, không phải là sư tử đâu. Lúc bây giờ sư tử chúa mới là giận quá, mới là kéo sư tử con lại một cái giếng và chỉ xuống dòng nước để cho thấy hai cái bóng dưới đó, và bảo với cái chú sư tử con là: này, mày nhìn xuống coi, có phải là mày giống tao không? Mày là sư tử chứ không phải dê. Lúc bây giờ sư tử con mới nhìn xuống giếng nước, thấy rằng mình quả thật là sư tử, gầm lên một tiếng rồi chạy vào rừng.